Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chết não tại Hà Nội, vào tối ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2008, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, là học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Việt Hưng, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nêu trên. Trao đổi với phóng viên VTC, mẹ nạn nhân mong muốn lấy lại công bằng cho con và làm sáng tỏ mọi vụ việc. Theo chia sẻ của mẹ nạn nhân, hơn 10 ngày trước, cháu D chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng. Tại đây, D xảy ra mâu thuẫn với cháu K, 12 tuổi, rồi bị anh trai của K đánh. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông thông báo việc con trai bị đánh và đang phải cấp cứu tại bệnh viện, chị vội chạy đến bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển sang bệnh viện 108. Bệnh viện 108 xác định D bị đánh chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Em cũng mong muốn làm sao để sau này con còn lúc nào ở với mẹ. Sau này con còn có về nơi của con. Con cũng không phải mất tất cả gì cả. Con không cảm thấy thân cả. Đây là điều em mong muốn nhất. Minh bạch cho con nó đỡ khổ. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ, ban đầu cơ quan điều tra đã có căn cứ là khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trương Văn Minh sinh năm 2008 về tội cố ý gây thương tích. Sắp tới là trong quá trình điều tra sẽ làm rõ tất cả những các hành vi liên quan. Nếu như mà có những căn cứ khác làm thay đổi cái hành vi phạm tội thì sẽ được điều tra làm rõ sau và sẽ thay đổi theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Trương Văn Minh đã đánh cháu D khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Hiện cơ quan điều tra công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình trạng hạn hán thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm 2024 cho đến nay, toàn tỉnh có 41 xã, phường, thị trấn tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và thành phố Phan Thiết bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của gần 76.000 người. Nguyên nhân chính là do tại các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước và sử dụng nước sinh hoạt từ các giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước mưa. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, do ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, mực nước ngầm hạ thấp, lượng dòng chảy trên các sông suối tự nhiên bị cạn kiệt, dẫn đến thiếu hụt lượng nước thô phục vụ các công trình cấp nước, sử dụng nguồn nước tự nhiên cho sinh hoạt. Để khắc phục, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo đơn vị khai thác công trình thủy lợi, tổ chức kiểm kê nguồn nước tại các hồ chứa và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, cung ứng nước sạch thực hiện phương án cấp nước luân phiên. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Huỳnh Thắng, 29 tuổi, quê Châu Thành, Đồng Tháp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 35 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Thắng là giám đốc công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng tại huyện Long Hồ. Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người rằng công ty được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài cần huy động vàng nữ trang 18K từ các chành, tức là các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, kinh doanh vàng hay là thợ với giá cao. Thắng đề nghị sẽ thanh toán 70% giá trị số lượng vàng mà chành hay là thợ giao cho mình, còn lại sẽ trả sau một tháng. Thực tế, sau khi nhận vàng, Thắng chỉ đạo nhân viên nấu thành khối rồi bán lấy tiền tiêu xài. Có thời hạn thanh toán 30% giá trị số vàng còn lại, nhưng Thắng nhiều lần né tránh nên các đối tác đã tố cáo. Cơ quan điều tra xác định Thắng đã chiếm đoạt 987 lượng vàng 18K của 15 chành, thợ ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre, trị giá hơn 35 tỷ đồng. Vào sáng ngày 28 tháng 3, một vụ cháy xe container đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ, khiến tuyến đường huyết mạch nối thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với quận 7 ùn tắc trong hơn 2 giờ. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng khi xe đầu kéo hai thùng hàng 20 feet đang lưu thông trên cầu Phú Mỹ hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về Nguyễn Văn Linh, quận 7. Khi vừa qua đường rẽ xuống đường Nguyễn Văn Quỳ, cabin xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế và phụ xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ cabin. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt sau 15 phút và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, phần đầu xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hai thùng hàng phía sau may mắn không bị ảnh hưởng.
do xảy ra vào giờ cao điểm, vụ cháy xe container đã khiến giao thông trên cầu Phú Mỹ ùn tắc nghiêm trọng. Làn đường từ thành phố Thủ Đức đi quận 7 ùn ứ kéo dài khoảng 1 km. Cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến 8 giờ 30 phút, hiện trường vụ cháy mới được giải quyết hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy được nghi ngờ là do chập điện ở cabin xe. Thưa quý vị, cho đến nay, toàn quốc có tổng số 1.852 km đường cao tốc được khai thác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề về quản lý, vận hành và ý thức của người tham gia giao thông dẫn đến tình trạng các phương tiện đi chậm, chiếm làn phía bên trái sát giải phân cách. Điều này khiến các xe có nhu cầu chuyển sang làn phải khó khăn, gây ra nhiều vấn đề về ùn tắc, tai nạn giao thông. Hầu hết các lái xe đều cảm thấy các phương tiện đi dưới tốc độ cho phép, chạy bám làn trái sẽ gây cản trở giao thông. Cảm thấy tâm lý của lái xe mà người đi đằng trước ấy, thì khi ta đi chậm thì tâm lý lái xe thì cảm thấy rất khó chịu. Nhanh là một chuyện nhưng mà chậm quá thì nó xảy ra vấn đề ùn tắc, nên là có cái hình thức bán tốc độ chạy chậm. Đi tốc độ rùa bò, tốc độ chậm mà đi ra cái làn cao nhất ấy, thì anh nên nghĩ là nên có phương án xử lý. Anh đi là rất là khó chịu, có những người mà đi ở đây 60 cây họ cứ đi thế mình bất ngờ. Đấy, anh nghĩ là nên có phương án xử lý, thậm chí xử lý nặng cơ. Theo quy định hiện hành, trường hợp vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí có trường hợp đến hơn chục triệu đồng. Nhưng đi chậm hơn tốc độ quy định, mức xử phạt chỉ từ 800 đến 1 triệu 200 ngàn đồng. Trên các tuyến đường cao tốc thì có quy định rõ ràng là tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu. Đấy thì trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính thì cũng quy định rõ rồi. Nên là chúng tôi ngoài cái việc xử lý xe vi phạm chạy quá tốc độ thì cũng tuyên truyền và cũng xử lý nghiêm các cái trường hợp mà cố tình đi chậm dưới tốc độ tối thiểu cho phép trên đường cao tốc để gây ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Theo nghiên cứu, 80% người lái xe cho biết họ cảm thấy ức chế, tức giận khi những người lái xe tốc độ thấp bám làn đường bên trái và không nhường đường, và 51% cho biết họ sẽ cố ý bám đuôi trong những trường hợp này. Quy định hiện nay mới chỉ phần nào giải quyết được tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, chứ chưa buộc các phương tiện có tốc độ chậm không chạy ở làn ngoài cùng bên trái. Là người chạy mà thấp hơn tốc độ quy định thì ngoài cái việc nó gây mất trật tự an toàn giao thông, có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái lưu thông của những xe khác chạy tốc độ, thì cái vấn đề này các cơ quan chức năng cũng cần phải có cái sự rà soát và xử phạt cả những các cái xe mà vi phạm tốc độ khi chạy chậm hơn quy định. Cần sớm hoàn thiện các quy định pháp luật và chế tài về việc sử dụng làn đường để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cao tốc, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy nhớ số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.